Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho ngày 31 tháng 7 năm 2023 của Đài truyền hình Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong 24 giờ qua, thời tiết toàn tỉnh trời nhiều mây, có mưa rào và dông. Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Tiền Giang dự báo trong 24 giờ tới, tỉnh Tiền Giang tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ, kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh. Thời tiết trong tỉnh tiếp tục duy trì thời tiết xấu, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào, rải rác có dông, có nơi có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn mưa dông có thể xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như sấm sét và gió giật mạnh, cần chú ý đề phòng. Gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ dao động từ 25 đến 31 độ C. Riêng đối với thời tiết các khu vực trong tỉnh, tại các huyện phía Tây gồm Cái Bè, Cai Lậy, thị xã Cai Lậy và Tân Phước, nhiều mây, có mưa rào rải rác, có mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 31 độ C. Ở khu vực trung tâm gồm các huyện Châu Thành, thành phố Mỹ Tho và Chợ Gạo, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có mưa vừa, có nơi có mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 31 độ C. Thời tiết khu vực phía đông gồm các huyện Gò Công Đông, Gò Công Tây, Tân Phú Đông và thị xã Gò Công, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông, có nơi có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 30 độ C. Khu vực trồng cây ăn trái, mùa mưa thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng, nhưng kèm theo những điều kiện bất lợi như ngập úng, sâu bệnh tấn công mạnh. Đối với các loại cây có múi thường bị nhiễm sâu bệnh, trong đó phổ biến nhất là bệnh loét, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất và phẩm chất trái. Bệnh xuất hiện trên cành, lá non và trái, bệnh loét thể hiện trên cả hai mặt lá. Bệnh gây hại ở vỏ trái làm giảm giá trị thương phẩm. Phần thịt của múi trái có thể bị chai. Trong điều kiện ẩm độ cao, trái bệnh bị nước chảy nhựa, cuối cùng trái vàng và rụng đi. Cành non cũng thường bị nhiễm nặng, các đốm sần sùi, đốm dày hoặc làm khô chết cành. Do vậy, bà con cần thăm vườn thường xuyên để sớm phát hiện và có những biện pháp phòng trị kịp thời. Còn đối với khu vực nuôi trồng thủy sản, khi mưa kéo dài, nước ao nuôi bị đục, độ pH bị giảm đột ngột nên có thể rải vôi xung quanh bờ ao để ổn định pH nước và làm giảm độ đục của nước ao. Cần chủ động các thiết bị máy quạt nước, máy bơm sục khí để tăng cường oxy hòa tan trong nước, cung cấp đầy đủ oxy bằng máy quạt, máy bơm sục khí. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi dự báo thời tiết tại một số địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Một lần nữa, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.